Ok, Câu Cá Edu chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Câu Cá Edu. Hôm nay Câu Cá Edu mang tới cho các bác một chiếc máy câu phun kim loại. Đó, phun kim loại đấy các bác nhá. Và máy câu này khá là rẻ so với tầm cao cấp mà là phun kim loại này. Đó, chi tiết chân kim loại, tay quay kim loại, cối kim loại, khung kim loại, đó, chạy cước kim loại. Đó, cái này là kim loại hết nhá, các bác nhá. Đó, các bạn yên tâm về chất lượng của chiếc máy này là chất lượng tuyệt vời và giá thành rất là rẻ. Thì giá mình sẽ nói trong cuối video. Đó, thì chiếc máy này sở hữu một cái tốc độ là 5.1. Đó, tốc độ quay 5.1 thì phù hợp cho ai? Phù hợp cho các bác nào đánh cá tra này. Đó, đánh cá tra, đánh bom mè cũng như đánh lăng xê. Các bác mà câu lăng xê thì cái máy này là quá dư sức câu lăng xê rồi. Còn các bác đánh bom mè cũng như là đánh cá tra thì cái máy này là máy tuyệt vời và rất là hợp với đánh cá tra. Các bác nhìn qua tổng thể màu sắc của chiếc máy này khá là hòa nhã đúng không? Đó, màu vàng đồng nhẹ nhàng. Đó, nắm tay quay tròn, quay rất chân chu. Máy quay khá là chân chu luôn các bác ạ. Đó, cối kim loại dạng kêu rất tinh 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 tinh. Đó, cái này chỉnh nhiệt, cái này chỉnh này khá là ưng ý nhá. Đó, chúng ta chỉ cần vay 2 vòng là nó đã thay đổi rồi. Các bác đóng được cá, các bác biết cá to thì các bác chỉnh cái này nhá. Chỉnh ra phát là đã thấy nhẹ rồi, cá phìa mà rồi, cá lôi dệ mà rồi. Đó, và cũng khớp này khá là bon rồi ha, đóng hợp vào rất chắc chắn đấy, đẩy lên chắc chắn này, đẩy vào khá chắc chắn, không bị đập vào nó đẩy lên mà cá mà là khập luôn, khập luôn chắc chắn luôn thì nó mặc kim loại rồi. Đó, ốc này thì ốc này khá là chắc chắn, mà cái này ốc 5 cạnh nhé các bác nhé. Còn các bác là muốn sửa máy hoặc là thay dầu hay là bôi trơn thì liên hệ mình để mình tháo máy này nhé. Cái máy này thì các bác không tự ý tháo được đâu, vì nó là ốc 5 cạnh không phải ốc 4 cạnh như các bác những cái máy giá rẻ khác. Đó, thì cái máy này thì đặc biệt là cái phun kim loại rất chắc chắn, rất khỏe và màu khá là đẹp luôn. Chiếc máy là chiếc máy Asol nhá, của hãng Liza. Liza. Đó, hãng Liza các bác nhé. Đó, hãng Liza này thì khá là nổi tiếng ở bên Trung Quốc rồi. Thì các bác thử tìm thương hiệu này hoặc là qua những video trước của Câu Cá Edu thì cũng đã giới thiệu về một số sản phẩm của hãng Liza này nhé, dùng rất tốt. Đó, máy quay rất chân chu, tỷ lệ vòng quay là 5.1 này, sức chứa dây này, máy này là máy 6.000 thì dây 0.45 thì được 120 mét cước, dây 0.35 thì được 190 mét cước nhá, 10 cộng 1 bậc đạn này. Đó, máy này thì nặng, máy này thì nặng 457 gram nhé các bác nhá, 457 gram. Khá là phù hợp cho các bác đánh cá tra rồi. Cố kim loại, cái này là cái kết nối này, nó từng nấc một. Tại sao mình nói từng nấc một? Rồi cho các bác xem. Cái này thì vòng chặn cước để hãm rồi thì mình không nói. Cái gò nó khá là cao và chắc chắn, kết hợp với cái bộ, kết hợp với cái nút lò xo đẩy này nữa. Các bác nhìn mình ấn này, đó, đẩy lên đẩy xuống khá là bền bỉ và chắc chắn. Nên là tạo cái kêu rất chuẩn nhá. Khung này làm được ốp chặt với cái trục bên trong luôn, các bạn nhìn chưa, nên là không có bị dịch giếc. Đó, mình sẽ tháo ra các bác xem nhá. Các bác bên trong thì cũng tạo một cái vòng tạo tiếng kêu rất chắc chắn đúng không. Còn vòng bi này, vòng bi này giúp cố định cái trục này lại, khi cá to mà kéo đến thì nó xả dây đúng không, thì nó kéo đến nó quắc này, cái này xoay xoay lại nó không bị rung, nó không bị rung trục. Đó, các bác nhìn thấy cái trục của nó này. Đó, đó là vì sao cái này nó đáng tiền ở cái phần trục này, rất chắc chắn. Đó, trục này thì cái này khá chắc chắn đâu, cái này thì trục này bao giờ ốc nó không to rồi và giúp cố định của trục này với cái máy bên trong, nên là cái máy này quay rất ổn định nhá. Đó, còn cái sản phẩm này ấy thì giá của nó sẽ là 1.2 triệu nhé các bác nhá, 1.2 triệu. Máy 5.000 hay 6.000 đều là 1.2 triệu. Các bác lấy thì báo mình. Còn máy này bên mình bảo hành 6 tháng nhé. Vì với uy tín của Câu Cá Edu bán thị trường máy câu đã 4 năm nay rồi, đó, chưa để một khách hàng nào
gọi là không hài lòng về dịch vụ của Câu Cá Edu cũng như sản phẩm và chất lượng của Câu Cá Edu. Các bác có thể tìm hiểu thêm thông tin của Câu Cá Edu qua từ khóa nhé. Các bác từ search từ khóa là Câu Cá ở Edu ở trên Google, Facebook hoặc YouTube thì đều ra những ra mình nhé, và có thể các bác xem những đánh giá phản hồi của các bác khác về cái sản phẩm của Câu Cá Edu đó. Thì hai cái máy này cân nặng bằng nhau, chỉ khác là cái cước này, cái dây máy 5000 thì cước chứa được ít hơn thôi đó. Các bác nào mà quay câu không đến dây hơn 100m thì các bác dùng máy nhỏ, các bác nào muốn đánh xa thì các bác dùng máy lớn. Còn cái vấn đề về cái tay quay này nhé, đó mình giới thiệu luôn cái tay quay tháo lắp rất dễ dàng đó. Mình tháo này cất đi bỏ hộp hoặc có cất đi để cho nó gọn đấy, không bị ấy. Còn khi các lắp vào, các bác cầm này, các bác xoay một vòng đó, xoay một vòng rồi các bác xoay thế thì xoay thôi đó, là tự khớp là chặt rồi đấy, chặt rồi là các bác quay thôi đó. Đó, máy quay cái này bằng kim loại này, nhìn nó bóng lộn rất đẹp nha các bác nha. Máy phun kim loại chắc chắn đó. Các bác nào đặt hàng sản phẩm này thì có thể liên hệ với Câu Cá Edu qua số điện thoại là 0914726862 nha. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin cảm ơn.